Ok, hôm nay sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn cái bài là Song Quê. Bài này thì anh ta sẽ lựa điệu rumba. Tempo khoảng chừng 80, 79, 80. Ha. Và chúng ta sẽ chọn tiếng đàn tranh và tiếng đàn cò. Đấy. Rồi, tôi bắn trước cho các bạn xem nhé. À như thế. À, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đánh tiếng đàn tranh là gì? Hợp âm la thứ, mà bấm kiểu gì cũng được. Đây, bây giờ tôi bấm lại cho các bạn coi lần nữa nhé. Nếu chúng ta có chọn được cái bộ trống thì chúng ta có thể chúng ta nhồi trống gì đó. Vậy, chúng ta làm lại cho các bạn coi lần nữa nhé.